Buổi tối, tôi đến một nhà hàng hải sản nổi tiếng. Ở đây bạn có thể thưởng thức rất nhiều món hải sản tuyệt vời. Những hải sản ở đây đang tắm trong nước lạnh, trông rất tươi nhưng có vẻ vừa được bắt lên từ biển. Nhìn rất khác với hải sản Hàn Quốc đúng không? Đồ ăn ở đây được bày rất đầy đặn và nhiều màu sắc. Tôi có cảm giác như mình đến chợ hải sản vậy. Nhìn những hải sản ngon mắt được sắp xếp đều đặn, tôi nghĩ không biết đây có đúng là nguyên liệu cho món ăn không. Một điều đáng tự hào ở nhà hàng này nữa là các món nướng. Những miếng bít tết được nướng vừa phải trên chảo. Vì đầu bếp nấu ở một nơi thực khách có thể nhìn thấy nên càng đáng tin hơn. Sẽ rất buồn nếu bạn không nhìn đầu bếp đấy. Ở đây phục vụ theo trình tự, món khai vị, món chính, món tráng miệng. Có 4 loại món chính: cơm rang với thịt ức gà, bít tết và cá hồi, gỏi xoài, pasta. Suất ăn cũng nhiều mà tên cũng làm khẩu vị bị kích thích nữa. Đến Guam, bạn có thể được ăn thoải mái những hải sản mà bình thường không có dịp ăn. Không chỉ có vị ngon mà bày biện cũng đúng là rất nghệ thuật phải không nào? Bạn nghĩ mình sẽ không thể tiêu hóa được sau khi ăn nhiều món ngon như thế đúng không? Vậy thì một phòng chơi game để đẩy lùi căng thẳng thì như thế nào nhỉ? Trong khách sạn Guam Hilton có một sàn chơi game lớn. Nơi này rất lớn và có rất nhiều trò chơi. Có cảm giác như chúng đang mời gọi tôi vào chơi thật là nhanh vậy. Tôi chìm vào sự phân vân hạnh phúc, xem mình nên chơi trò nào trước tiên. Mới đó mà mặt trời đã lặn rồi. Một điểm khác biệt nữa của khách sạn Hilton là xe buýt đưa đón. Nó được gọi là Viva Viva. Xe buýt này đi qua những điểm mua sắm lớn của Guam như Guam Premier Outlets, Kmart, Micronesia Mall. Nơi đây bán rất nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Nếu như có những món đồ bạn chưa thể mua được trong thời gian qua do giá cao, thì giờ bạn có thể mua trong shop miễn thuế hay giảm giá. Vì thế nên du khách rất là thích. Con đường này đúng là xa xỉ. Mình bắt đầu ngày thứ ba thật hứng khởi ở sân tennis thì như thế nào nhỉ? Đây là sân tennis lớn của Guam và có 5 khu. Nếu bạn là khách của khách sạn Guam Hilton thì mỗi ngày bạn có thể sử dụng sân này miễn phí trong vòng 1 tiếng. Trên sân có được cắt tỉa gọn gàng là sân chơi của trẻ em. Vì có sân cỏ bên dưới nên lại càng an toàn hơn và cũng giống sân chơi trong khu phố nữa. Mỗi góc đều được trang bị thiết bị chơi. Đây là một điểm mạnh nữa của khách sạn Hilton.